xin chào bà con cô bác. Hey! Xin chào, một ngày mùa đã đến, nắng lung linh, hoa lá đang vươn mình. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Đôi tay này. Đến. Vợ tôi là số 1 tuần này, chào đón ba cô vợ với ba sắc màu cá tính. Dạ em là Ý Trời, tất cả quý vị khán giả dạ đón cặp đôi. Ba cặp vợ chồng sẽ vượt qua những thử thách hấp dẫn như thế nào? Ai sẽ ngồi lên chiếc cân vàng khẳng định vị trí người vợ số 1 của tuần này? Mời quý khán giả theo dõi ngay sau đây. Đang Nghĩa xin chào bà con cô bác đang đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Và cảm ơn nhãn hàng xốp nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa bà con, chương trình Vợ Tôi Là Số 1 không chỉ là nơi mà các cặp vợ chồng có với nhau những kỷ niệm đẹp, hâm nóng tình cảm thông qua những cái phần thử thách, những cái trò chơi mà cả hai vợ chồng cùng vượt qua. Và rất là vui khi mỗi tối Chủ nhật Đại Nghĩa được đồng hành cùng với ba gia đình, cũng như là mang đến cho quý vị khán giả những giây phút thư giãn thật là thú vị cùng với những người thân của mình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ làm quen với gia đình đầu tiên nhé. Gia đình này là một gia đình đến từ Đồng Tháp. Xin mời Phạm Thị Yến và Lương Văn Lắng. Chào hai em. Dạ em chào anh Đại Nghĩa. Chào quý khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Và xin chào quý khán giả đang xem chương trình Vợ Tôi Là Số 1 của Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long. Dạ em là Yến, còn đây là Bơ Lan chồng em. Bơ Lan hả? Dạ. Sao gọi ổng là Bơ Lan? Dạ tại vì á hai vợ chồng em thích xem hài lắm, mà coi cái hổng dài là hit nhất là nàng Bơ Lan á anh. Nếu như cái bài Mưa Rừng mà làm nên tên tuổi của nàng Bơ Lan thì ngày hôm nay chồng em cũng có một bài hát làm nên tên tuổi của chồng em luôn. Vậy dạ, hả? Dạ. Bài gì? Dạ xin giới thiệu với mọi người, sở trường của chồng em là hát vọng cổ. Và ngày hôm nay chồng em sẽ hát một trích đoạn trong vở tuồng được mang tên Tình Anh Bán Chiếu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Và chừng này bắt nhịp anh hai hát nha. Okay. Rồi chuẩn bị nè, 1, 2, 3 vô. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bay, sao câu ghe năm xưa chẳng thấy ghe. Chào khoan, anh cái này là tập một tuần đúng không anh? Anh phải hát giống em vậy nè. Ví dụ như là ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bảy, nhưng cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Anh hát như vậy nó mới đúng tông, anh hát như vậy là sai rồi nha. Ok rồi rồi. Anh em thấy chồng em hát như vậy hay không anh? Dạ hay không mọi người? Dạ ngày hôm nay là em nghĩ bài này sẽ làm nên tên tuổi của chồng em. Tại vì cái bài này là anh đã tập trong vòng 2 tuần. À 2 dạ, tuần mới dạ, được hư, vậy đó hả? Hư 8 cái mít. Hư 8 cái mít dạ, luôn. Banh 2 thùng kéo kéo luôn. Anh nghĩ rằng thôi tốt nhất là mình đừng nên tập hát nữa dạ, để mình bảo vệ tài sản cho nhà mình nha. Dạ. Chứ 2 tuần hư 8 cái mic banh mấy cái thùng kẹo kéo mà hát dày thôi nó cũng uổng quá đi. Dạ. Nhưng mà được cái là vui. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với gia đình số 2, Bùi Thị Quyên và Trần Minh Trí đến từ Vũng Tàu. Chào em. Dạ em xin chào anh Đại Nghĩa, chào tất cả quý khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là tất cả khán giả đang xem chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Quyên, chồng em tên là Minh Trí, tụi em đến từ Vũng Tàu. Em tuổi con mèo, chồng em tuổi con chó nên hai người nói chuyện cũng rất là hợp. Ừ. Dạ cứ nói câu trước câu sau là ông nói gà và nói vịt rồi cãi nhau. À. Dạ cứ cãi nhau liên khúc cho nên là em đang nghĩ ra một cái giải pháp, đó là em sẽ không nói nữa. Tức là mỗi lần ảnh nói cái gì em cũng ảnh nói gì em cũng sẽ Đó là cái cách để mà hai chồng ít xảy ra cái xung đột cãi vã nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Mà đúng thật, ông bà mình nói đó, người giận thì người còn lại mình phải nhịn nhường, ghi nhớ. Chồng giận quá thôi mình cứ cứ cười vậy đi. Rồi sau khi ông hạ cơn giận xong á, ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với nhau, giải quyết vấn đề một cách rốt ráo. Cảm ơn em. Gia đình số 3, chúng ta sẽ gặp gỡ Nguyễn Thị Thu Hường và Huỳnh Lập Nhân đến từ Vĩnh Long. Chào hai em. Xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào tất cả các bạn khán giả và hai đội bạn cùng chơi. Em tên là Thu Hường, chồng em là Lập Nhân. À, hai đứa em đến từ Vĩnh Long, hiện tại hai chồng em đang buôn bán. Bán gì em? Bán hộp xoàn hả? Dạ, bán cà phê. À, là hai chồng cùng bán luôn? Dạ đúng rồi. Ừ. À, em xin chia sẻ một chút xíu kỷ niệm vui của hai vợ chồng em. Là hồi xưa anh họ em có mở quán cà phê và em có phụ. Rồi chồng em lại uống anh nghĩa. Ừ. Cái để em. Để em xong cái đĩa ghiết rồi em theo luôn. À. Xong rồi cái bây giờ hai cư dòng cưới nhau về rồi cứ quyết định là mở quán cà phê luôn, giữ kỷ niệm đẹp của hai vợ chồng. À, hồi đó tớ là thấy em bưng cà phê ra xinh xắn quá, ổng chịu ổng cua. Mà em nhìn là thấy ổng cũng đẹp trai. Dạ đúng rồi. Chịu luôn. Đúng chịu luôn. Đó là ba gia đình của ngày hôm nay.
Mời tất cả mọi người về vị trí, chuẩn bị bước vào cuộc thi. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên, vòng khởi động. Ở vòng này, mỗi gia đình sẽ có 5 câu trắc nghiệm, một câu trùng khớp với nhau, chúng ta sẽ có 300 điểm. Đầu tiên là gia đình có giọng ca thần thánh, Yến và Lắng. Tên Lắng nhưng mà không hề yên lắng một chút nào cả. Chủ đề ăn mặc. Câu 1. Hai vợ chồng, gu ăn mặc của ai trước giờ không thay đổi? Chồng, chồng trùng khớp. Gu ăn mặc của ông đó giờ làm sao em? À, đó giờ là quần cục với áo thun ba lỗ anh. Sao đến đây mặc đồ lịch sự vậy, ông cho bận quần cục áo thun ba lỗ luôn. Câu số 2. Vợ thích phong cách chững chạc hay tuổi teen? Teen, teen trùng khớp. Câu 3 nè. Loại quần áo nào nhiều nhất trong tủ đồ của chồng? Quần sọt áo ba lỗ. Bên đây áo thun. Không, tại nó áo thun nó chung chung quá, không có cái quần sọt nữa kìa, cho nên câu này xem như chưa trùng khớp. Tiếp nè. Câu 4. Chồng có bao nhiêu đôi giày? Nhớ nổi không? Ba trùng khớp. Vợ mua cho hay sao? Tự mua anh, lén lén cắp tiền em mua. Sao không dắt ông đi mua để ông ăn cắp tiền? Tại vì hai chồng em gu ăn mặc không giống nhau, mua quýnh lộn. Anh giải thấp 10, còn em thì em làm ở Hồng Ngự, cho nên là hai đứa không gần nhau, cho nên mua thì tự đi mua. Câu cuối nè. Loại phụ kiện nào vợ không thể thiếu khi ra ngoài? Tức là dù dây chuyền, nhẫn, đồng hồ, lắc, điện thoại gì đó. Điện thoại, dây chuyền không trùng khớp. Hai vợ chồng hiểu ý nhau ghê. Nhà mình có 3 câu trùng khớp, mang về 900 điểm. Gia đình số 2 của Quyên và Trí. Chủ đề chụp hình. Vợ hay chồng, ai thích nhiếp ảnh hơn? Vợ trùng khớp. Em mê chụp hình lắm em. Dạ không phải là mê anh, mà là em thích chụp. Thích để chụp, lưu giữ các khoảnh khắc thôi anh. Chồng em thích không? Dạ chắc không. Không hả? Câu 2. Ai ăn ảnh hơn người còn lại? Chồng hay vợ? Ai ăn ảnh hơn? Vợ trùng khớp luôn. Giờ em chụp hình đẹp hả? Giờ em chụp hình đẹp. Còn em lên hình em thấy sao? Giờ em lên hình xấu lắm. Đâu, nhìn ngoài thấy cũng đẹp trai quá trời nè. Nhưng mà lên hình nó không hiểu sao, lên hình nó mất nét lắm. Câu 3. Địa điểm nào hai vợ chồng từng chụp hình nhiều nhất? Siêu thị, nhà không trùng khớp. Ủa mắc gì vậy tự nhiên vô siêu thị chụp hình em? Dạ tại vì em thường đi siêu thị á, nên là khoảnh khắc chụp nhiều nhất là ở siêu thị thôi. Câu 4. Vợ thích chụp chân dung hay toàn thân? Chân dung trùng khớp. Câu 5 nè. Chồng thích chụp đông người hay một mình? Đông người trùng khớp. Sao nó mâu thuẫn dữ trời? Thì hai vợ chồng là phải có cái suy nghĩ nó cùng với nhau. Em biết là em thích chụp một mình, nhưng mà chiều vợ. Dạ chiều vợ. Chiều vợ, cho nên là chọn cái đông người mà chụp ha. Nhà mình có 4 câu trùng khớp, 1200 điểm. Tiếp theo gia đình số 3. Chủ đề con cái. Có 1, ba hay mẹ, ai chiều con hơn? Mẹ trùng khớp. Câu 2. Con biết đi lúc bao nhiêu tháng? Nhớ không? 11 tháng trùng khớp. Câu 3. Tính tốt nào nổi bật nhất ở con? Lễ phép, nghe lời, lễ phép trùng khớp. Em, con em 3 tuổi, vậy thì em đã dạy được cho con những cái lễ nghi căn bản chưa em? Dạ có, giống như là ví dụ như là bé đi ra quán với em á, thì em gặp là em sẽ chào cái anh đó. Bé sẽ bắt chước em. Câu số 4. Ba mẹ thường la con vì lý do gì? Nghịch, quậy phá trùng khớp. Con trai mà cái tuổi này nó phải hiếu động đúng không? Dạ rất là quậy luôn anh, quậy banh cái quán em luôn đó. Câu 5 nè. Con nhìn giống ba hay mẹ hơn? Ba trùng khớp. Vậy là nhà mình trùng khớp hết 5 câu, 1500 điểm. Chúc mừng.
Với vòng thi đầu tiên này thì gia đình của Hường là có điểm số cao nhất, cho nên Hường sẽ được bước xuống một ô. Em chọn bên trái hay bên phải? Dạ em chọn ô bên phải. Mời em, bên phải. Bên phải sáng đèn. Và gia đình của Hường sẽ được phần thưởng đó là một cái nồi áp suất. Chúng ta xem lại điểm số nha. Gia đình của Yến 900 điểm. Gia đình Nguyên 1.200 điểm. Gia đình Thu Hường 1.500 điểm. Chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ hai, Đồng Lòng Vượt Khó. Ở vòng thi thứ hai, trò chơi của chúng ta có tên là Giữ Ly Thăng Bằng. Một người đứng ở vị trí bên đây dùng những cái bánh bàn này tân lên trên cái bàn nhỏ ở giữa, không qua bên đây, làm sao cho văng qua để người bên đây hứng lọt vào trong cái ly. Và sau đó sẽ tiếp tục lấy một cái ly thứ hai chồng lên vào đây để hứng tiếp cái banh, và tiếp tục chồng vào như thế. Khi hết thời gian, chúng ta xem coi gia đình mình sẽ chồng được bao nhiêu cái ly với những cái banh bên trong đó. Nhiều ly nhất thì gia đình mình sẽ chiến thắng với 2.000 điểm. Gia đình tiếp theo sẽ là 1.500 điểm và gia đình cuối cùng sẽ là 1.000 điểm. Đầu tiên là gia đình của Nguyên nha. Chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian bắt đầu. Chưa được. Một ly tiếp. Không nữa. Đó, phải cỡ đó mới được. Hai. Mạnh. Ba. Mạnh. Bốn. Hai. Năm. Mạnh lên. Sáu. Mạnh lên. Bảy. Văng ra ngoài. 8. 10 giây cuối cùng. 9. 5. 4. 3. 2. 1. Hết giờ. Rồi, để mình coi được bao nhiêu nha. 1 nè. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Và 9 ly. Xin chúc mừng. Mời gia đình tiếp theo. Tiếp theo sẽ là phần dự thi của gia đình Thu Hường. Cầm cái ly chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, rồi, bắt đầu. Nghe nha. Mạnh lên. 1. Nhanh tay em ơi. Mạnh lên. 2. Mạnh lên. 3. Lên. Cho trai nha. Mạnh lên. 4. Quá. Ráng nè. Lên. Cao lên. 7. Lên, ngay lại. 8. Đây. Rồi. Cao lên. 9. Rồi, ngay lên. 10. Tiếp tục. 5. Lẹ. 4. Cái nữa. Có chừng đổ. 3. Có chừng đổ Huy. 2. Wow. Chưa kịp luôn. Hết giờ. Coi nha. Trời ơi, quá trời cao luôn. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ly. Chúc mừng. Mời gia đình tiếp theo. Tiếp theo gia đình của Yến. Trước khi bắt đầu phần thi, em có điều gì muốn nói với chồng em? Dạ. Kính thưa đại nghĩa, kính thưa quý khán giả, thưa ba má, con đã được lên TV rồi và ngày hôm nay tới trò chơi này con rất là sợ. Gì? Dạ con sợ chồng con hứng không được, con ăn hình ảo. Còn em có bị áp lực với bà xã của em không? Không anh. Rồi nào em? Rồi bắt đầu. Trời ơi, chết quá thì chết rồi. Tới cái trò này ha. Rồi không? Ông lẹ lên, ông lẹ lên. Không có thời gian mà. Đó. Đúng rồi. Rồi. 6. Rồi. Rồi. Chết nè. Rồi. Chết nè. Bảy. Hết năm thì thôi. 8. Nè chết chưa xanh. Đúng rồi. Ôi trời, hay quá.
5. Ôi trời. Ôi trời. Tiếp. Anh từ từ. Anh lên. Trời tiếp cho lên, bỏ vô. Trời ơi. Cũng tại ông không chứ ai. Ông hứng được đâu 12 ly rồi, ông làm đổ. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. Rồi, cảm ơn hai em. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết. Với thứ vừa rồi, gia đình của Quyên được 9 ly có banh, 1.000 điểm. Gia đình của Hường được 11 ly có banh, 1.500 điểm. Và người phụ nữ hứa hẹn là không nói suốt chương trình, nhưng mà cuối cùng mới nói gấp đôi, gấp ba bình thường, là bà Yến, 12 ly, 2.000 điểm. Và ngoài ra Yến còn được tiến xuống một bước nữa. Em muốn ô bên trái hay bên phải? Dạ bên phải anh. Bên phải, bước xuống. Và sáng đèn, gia đình Yến sẽ nhận được sản phẩm là một cái quạt máy. Điểm tổng kết của chương trình sau 2 vòng thi, gia đình của Yến 2.900 điểm, gia đình của Quyên 2.200 điểm, gia đình của Thu Hường 3.000 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 3, tâm đầu ý hợp. Gia đình của Thu Hường sẽ tham gia thử thách này trước tiên. Mời em nhìn lên màn hình. Và đó là quà của nhà tài trợ, nhãn hàng xốp nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày. Chủ đề xây dựng, thời gian bắt đầu. Có hai từ nha anh. Khi mà mình xây dựng thì mình phải mua cái gì để mà về mình đổ trong cái bao được. Xi măng. Ok. Có hai từ nha. Cái bên quán mình đang có một cái gì mà mấy anh dân kỹ sư đồ làm. Công trình. Khi mà người ta làm công trình, người ta phải bắt một cái gì, hai từ nha, người ta phải bắt một cái gì lên để người ta leo lên đó rồi người ta mới sơn hay là xây đồ được. Phải chậm chậm chậm. Khi mà người ta xây công trình, người ta phải bắt một cái gì cao đó lên đó xong rồi mới leo lên đó rồi mới. Nhìn giáo. Anh Phương, anh Long, anh Hải gọi là gì? Mấy ảnh là gì? Giám sát. Không, ba từ. Mấy ảnh là đi học lên rồi ảnh mới đi ra đi làm, kêu ảnh gì? Ba từ. Kiến trúc sư. Cái vụ án mới vừa rồi cái người chết đổ vô cái gì? Thùng phi. Cái gì? Cái thùng gì màu xanh đó? Cái gì? Bê tông. Ok, bốn từ nha. Khi mà mình xài xi măng mình cần gì nữa? Xi măng, sắt, cỡ gì nữa? Bê tông, cốt thép. Ok. Chính xác. Em có làm nghề xây dựng không? Nghề điện công nghiệp. Có mấy ông bạn làm kiến trúc sư luôn hả? Dạ vâng. Anh Long, anh gì đó về cảm ơn mấy ông nghe. Dạ. 5 từ khóa, 2.500 điểm. Tiếp theo, xin mời gia đình số 1. Gia đình của Yến, tôi bắt đầu cảm thấy áp lực rồi đây. Cặp đôi không có nói tiếng nào hết trơn trời á. Rồi, nhìn lên màn hình. Cũng là một phần quà từ nhà tài trợ shop. Chủ đề trò chơi dân gian. Bắt đầu. Có hai từ. Nhảy xuống hay là cái nhái gì mà đá vậy? Bóng đá. Không, bỏ qua đi. Cơm. Cái trò chơi gì nè, hai chữ. Bóng đạn. Không, không phải là đạn. Bóng. Bút gì, chữ thứ hai. Đi. Không, cái trò chơi gì mà nít hay chơi gì nè, hồi nhỏ. Bút gì. Không, đúng rồi. Cái trò chơi này có hai chữ. Chữ lọt đò. Hai chữ à? Lọt đò. Có ba chữ. Để rồi, đúng rồi. Có từ khóa nhảy rồi. Em nói từ nhảy rồi. Có hai chữ hả? Dân gian hay chơi, hồi xưa có cái trái tròn tròn gì. Cái sắp hàng là cái đồ ăn cơm á, cái nhảy tinh lên. Cái trái gì mà nam hay đá là trò chơi gì nè? Vua, trời. Không thể thao vua là cái gì? Bóng đá. Không có gọi là bóng. Bánh. Rồi cái đôi để ăn cơm. Bánh đổ. Em thử gì? Thử gồng. Rồi gắn gồng gắn lên mây. Chính xác. Mình chỉ là bị từ khóa cái chỗ nhảy bao bố thôi. Không, mình mà nhớ cái chuyện đó mình đừng nói cái từ nhảy là mình tuyệt đối luôn đây rồi ha. Hồi nãy em mới nhúng thôi chứ em chưa hề nhảy luôn. Trời đất ơi, bà cãi bà 1.000 người ở đây nghe bà nói cái từ nhảy. Nghe không quý vị? Trời đất ơi, bà dễ sợ thiệt á. 4 từ khóa mang về 2.000 điểm. Mời gia đình còn lại.
Tiếp theo là gia đình của Quyên, cố gắng lên nha. Nhìn lên màn hình nào em. Chủ đề giải trí bắt đầu. Thế mình uống nước bằng cái gì? Chai. Không, lấy tay cầm. Ly. Không phải. Cái cốc. Không phải. Khoan từ đó đi. Mình xem phim trên cái gì? TV. Ok. Hoài Linh là bên mảng gì? Diễn viên hài, hài kịch. Chúng ta vô CGV là gì? Làm cái phim. Okay. Mình đi mua sắm, mình vô nơi như là center. Siêu thị. Không. Trung tâm thương mại. Mình uống nước bằng cái cốc có cái quai cầm thường bằng nhựa ở nhà hai bé hay uống á. Cái ca. Ok. Ca sĩ. Không phải. Ca nhạc. Ok. À, như vậy là gia đình mình rất là nhanh chóng đã giải mã được cả 5 từ khóa mang về 2.500 điểm. Ở phần thi này thì hai gia đình Quyên và Hường có đồng điểm với nhau là 2.500 điểm. Chúng ta sẽ được tiến xuống một bước. Mời Quyên trước nè. Dạ, em bên phải ạ. Mời em, bên phải. Bên phải sáng đèn và Quyên sẽ nhận được phần quà đó là một cái vali. Còn Hường thì sao? Dạ, em chọn bên trái ạ. Mời em. Bên trái. Bên trái cũng sáng đèn luôn. Và Hường sẽ nhận được sản phẩm là một bếp nướng điện. Kết thúc vòng 3, điểm số như sau. Yến 4.900 điểm. Gia đình Quyên 4.700 điểm. Gia đình của Thu Hường 5.500 điểm. Chúng ta sẽ chia tay với gia đình của Quyên. Hai em ra về với giải thưởng là 4.700.000 đồng. Hai nhà còn lại sẽ bước vào vòng đặc biệt. Nhanh tay đáp lẹ. Trong gia đình chắc chắn là hai vợ chồng sẽ không thể nào tránh khỏi những giây phút xung đột với nhau. Vậy thì làm cách nào để các bà vợ có thể kiềm chế cơn giận của mình? Thì có một câu chuyện sau đây được phép đọc lên cho các bà vợ tham khảo cái cách làm nguôi cơn giận nha. Ông chồng hỏi vợ, khi anh nổi điên lên với em không bao giờ cãi lại. Làm cách nào mà em có thể kiềm chế sự tức giận của mình hay đến như vậy? Cô vợ mới nói, anh có thấy là sau đó em thường chải tóc gọn gàng không? Có. Vậy anh có thấy là sau đó em có đánh một chút son môi không? Có luôn. Anh có thấy là sau đó em xịt thêm chút nước hoa pháp không? Có luôn. Rồi sau đó em vào trong em chùi, em cọ rửa toilet. Ông chồng ngạc nhiên, sao mà em có thể giảm cơn giận một cách hiệu quả được chứ? Cô vợ nói rằng em chùi rửa toilet bằng bàn chải, nhưng mà là bằng bàn chải đánh răng của anh. Đó là cái cách mà mấy bà vợ kiềm chế cái cơn giận của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với hai người phụ nữ của chúng ta. Với 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ cân nhắc cái việc đặt cược của mình ha. Câu đầu tiên mẹo nhà bếp thì Hường muốn đặt cược bao nhiêu điểm? Dạ em cược 1.000 điểm ạ. Dạ em 1.000 luôn. 1.000. Lựa chọn thứ sau đây cho vào mỡ heo trước khi thắng. Mỡ heo sẽ giữ được lâu hơn. Loại nào? Nước hay muối? Anh là muối. Ở nhà em thấy mẹ hay thắng mỡ rồi mẹ luộc trước cho nó chín xong rồi mới để vô một ít muối, nhưng mà thường cho em nghĩ là muối đi cho nó mặn. Dạ. Yeah. Đây là đáp án. Mất 1.000 điểm luôn. Chưa đúng. Em có đáp án nào không? Dạ nghe anh Nghĩa, em xin trả lời là cả hai luôn. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng em. Mở thắng xong rồi đem bảo quản thường nhanh bị mốc, bị hỏng. Nguyên nhân là do thiếu hai nguyên liệu này khi thắng mở, đó là nước và muối. Mở mua về rửa sạch, cắt miếng nhỏ, cho mở vào chảo đun nóng. Từ từ cho nước vào nấu, nước sẽ giúp cho mỡ không bị cháy và trắng hơn. Sau đó, bạn có thể cho một ít muối vào, muối sẽ khiến cho mỡ không bị mốc. Câu số 2, chủ đề thực phẩm. Cược 1.000 điểm. Yên. Em 1.000 luôn. Táo và vải, loại nào nên ăn khi đói sẽ... Chưa đọc xong câu hỏi, em bị mất quyền ưu tiên Hường nhé. Táo và vải, loại nào nên ăn khi đói sẽ tốt, loại nào không nên? Đói thì em nghĩ nên ăn trái táo. Đây là đáp án chính xác. Ăn vải khi đói sẽ khiến cho cơ thể đột ngột bị ngấm quá nhiều đường, gây viêm nhiệt hoặc say. Với các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chân tay bủng rủng. Táo thì giàu hợp chất chống oxy hóa và flavonoid, giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng, đau tim và đột quỵ. Do đó táo là trái cây được phép ăn nhiều khi đói. Câu 3, chủ đề sức khỏe. Dạ, em cược 1.000 điểm. Em cược 1.000. Nếu đêm trước ngủ không đủ giấc, thì bạn ngủ bù một giấc ngắn hay dài vào ban ngày của ngày hôm sau sẽ tốt hơn? Mời Hương.
Dạ em nghĩ là mình nên ngủ bù một giấc ngắn thôi. Nếu mà mình ngủ dài thì đêm sau mình sẽ tiếp tục mất ngủ. Đây là đáp án chính xác. Cảm thấy mệt mỏi do ngủ không đủ thì bạn nên ngủ một giấc ngắn vào ban ngày của ngày hôm sau. Do vào lúc này ánh sáng đóng vai trò quan trọng để giữ cho đồng hồ sinh học hoạt động ổn định. Nếu ngủ giấc dài vào ban ngày thì bạn sẽ phá vỡ đồng hồ sinh học, đêm đến sẽ khó ngủ hoặc thậm chí mất ngủ. Tình trạng ngủ không đủ giấc lại càng trầm trọng hơn. Câu 4, chủ đề đời sống, chúng ta có được quyền đặt cược phân nửa đó, tùy các em. Em là cược 1.000 điểm. Dạ, em cược 2.000 điểm. Nắng nóng, khói bụi làm chúng ta ra đường phải thường xuyên mang khẩu trang. Tuy nhiên khẩu trang như thế nào mới đạt chuẩn để ngăn ngừa khói bụi vi khuẩn và nhất là những hạt bụi siêu mịn có khả năng lọt qua cấu trúc vải thông thường? Theo bạn, giữa ba yếu tố chất liệu diệt khuẩn, độ ôm sát phủ kính và tính thẩm mỹ, đâu là tiêu chí cần thiết của một khẩu trang an toàn? Mời Hường. Chất liệu diệt vi khuẩn và độ ôm sát phủ kính luôn. Tại vì nếu mà cái khẩu trang không có đủ thành phần chất liệu tốt thì mình đeo vô cũng không có tốt cho da mặt mình, sẽ tiếp xúc da mặt mình liền. Còn cái độ ôm sát nếu mà như khẩu trang anh đeo mà lỏng lẻo quá nó cũng không bảo vệ được cái khuôn mặt của anh. Em nghĩ là cả hai. Cái đó là hai cái đó là quan trọng nhất. Dạ đúng rồi. Còn dù thẩm mỹ thì sao? Thẩm mỹ thì Màu xấu chút cũng được phải không đúng em? Đúng rồi anh ạ. Miễn sao mình bảo vệ an toàn cho sức khỏe của mình thôi. Đây là đáp án đúng. Chúc mừng em. Nãy mà cười không nữa là ngon lành rồi. Thôi, thấy chưa? Chậm mà chắc anh ơi. Chậm mà chắc, tiếc quá. Có hai tiêu chí quan trọng của một cái khẩu trang an toàn là chất liệu diệt khuẩn và độ ôm sát phủ kính. Chất liệu là các lớp quyết định khả năng lọc các vật chất nhỏ có kích thước mà khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải không thể lọc. Độ ôm sát vừa vặn là tiêu chí tiếp theo, quyết định xem không khí bẩn có thể lọt vào phía trong mà không đi qua màng lọc hay không. Ngoài ra, một chiếc khẩu trang cũng cần tính thẩm mỹ hài hòa, nghĩa là không quá kỳ quặc. Tuy nhiên, điều này chỉ khuyến khích người dùng cảm thấy thoải mái, tự tin, chứ không là tiêu chí cần của khẩu trang an toàn. Câu số 5, chủ đề thực hành. Mình sẽ đặt cược bao nhiêu điểm cho câu hỏi cuối lần này? Em đặt cược phần nửa số điểm. Phần nửa. Em heo luôn à? Phần nửa luôn. Dạ. Đây, hai chị em sung quá. Ăn miếng trái cây cho nó đẹp da coi nè. Vừa đủ đẹp da. Đây là ba loại trái cây rất là quen thuộc với mọi người. Câu hỏi dành cho hai gia đình như sau. Ba loại trái cây mà bạn vừa ăn. Loại nào nên ăn hạt? Loại nào cần nhả hạt? Dạ thưa anh, thì trong ba loại đó thì em nghĩ nho là có thể vừa ăn hạt, vừa ăn cái quả được. Dưa hấu thì có thể nhả cũng có thể ăn được. Tại nãy nhà em cũng ăn hoài mà em chưa bị trúng độc. Còn đu đủ thì không nên ăn hạt. Dứt khoát đu đủ là phải bỏ hạt. Dạ em nghĩ vậy. Đây là đáp án chưa đúng. Đu đủ ăn hạt luôn có thể trị bệnh. Dưa hấu thì từ hồi đời xưa là người xưa của mình nó đã ăn hạt rồi. Còn trái nho thì ăn cũng được, bỏ cũng được. Mà em nghĩ là cả ba loại này đều có thể ăn hạt được. Cả ba loại đều có thể ăn hạt được. Riêng cái đu đủ thì cái hạt nó là làm thuốc. À, trị bệnh. Hồi nhỏ đó mỗi lần mình ăn cái trái gì mà lỡ nuốt hạt vô ba mẹ hay thù cây. Là nó mọc cái cây trong bụng, nó mọc ra cái lỗ miệng, nó bay lên trời. Nhưng mà đúng là có những loại trái cây khi mình ăn hạt luôn nó rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và đáp án Hường vừa nói là đáp án chính xác. Chúc mừng em. Là cả ba loại đều nên ăn hạt nha. Theo nghiên cứu, hạt đu đủ có dược tính là diệt giun trong ruột của mình, giun sáng á. Hạt nho càng quý, tác dụng chống lão hóa, tốt cho tim mạch. Còn hạt dưa hấu thì giàu kẽm, tăng cường hệ miễn dịch. Cả ba loại trái cây này, hạt đều giàu công dụng. Đương nhiên khi ăn, bạn nên nhai kỹ hạt để tránh ảnh hưởng đến dạ dày. Chúng ta cùng xem điểm số. Điểm số của hai nhà như sau. Gia đình của Yến 2.450 điểm. Gia đình của Hường 9.225 điểm. Chúc mừng của Hường, mời vợ chồng em tiến lên phía trước. Lên đây. Chia tay gia đình của Yến tại đây nha. Chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Thưa bà con, cuối cùng thì gia đình của Hường đã giành chiến thắng với một điểm số cũng khá cao. Và dĩ nhiên chiếc ghế này hoàn toàn xứng đáng cho cô ấy.
ngồi ở đây, bên kia ông xã sẽ lấy những bịch bột giặt chất lên. Khi nào hai bên bằng nhau thì mình sẽ dừng lại và mang tất cả số bột giặt này về cho gia đình của mình nha. Mời em Nhân bắt đầu. Rồi, đưa hai chân lên coi, bỏ cho em xem. Thêm bịch nữa, đúng rồi. Đó, chữ shop bây giờ đã sáng đèn. Chúc mừng gia đình của Hương và Nhân. Mời hai nhà còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Kết thúc chương trình ngày hôm nay, cả ba nhà sẽ nhận được phần thưởng. Đó là những bộ chén dĩa cũng như là những cái nồi đến từ nhà tài trợ shop. Ngoài ra, các bạn còn sẽ nhận được những điểm thưởng tương ứng với vị trí của mình như sau. Về ba là gia đình của Quyên với giá thưởng là 4.700.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhì, gia đình của Yến với giá thưởng là 2.450.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Và về nhất, gia đình của Thu Hường giải thưởng là 9.225.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Đến đây thì chương trình Vợ Tôi Là Số 1 xin được phép kết thúc. Cảm ơn nhà hàng shop nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp bà con cô bác vào tuần sau 20:30 Chủ nhật trên kênh truyền Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 3:00 sáng của ngày hôm sau trên kênh truyền Vĩnh Long 1 và 16:30 của ngày thứ hai trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Đại nghĩa xin chào và hẹn gặp lại.